chào quý vị và các bạn nhé. Đây trước mặt mình đây là đang là một tô hủ tiếu Nam Vang. Mình đây là hủ tiếu Nam Vang và mình ăn hủ tiếu Nam Vang có xương thôi. Mình chỉ ăn xương thôi. Nó rất nhiều thứ nhưng mình chỉ ăn hủ tiếu Nam Vang với xương. Đây là gia vị nha, gồm có ớt sắt này, chanh này, sa tế và đây là rau trộn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nhé. Chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình mời cả nhà đi ăn hủ tiếu Nam Vang. Mời cả nhà ăn hủ tiếu Nam Vang. Đây, anh ấy cần đây là sa tế này. Đây là nước tương. Đây là hành trần nha các bạn nhé. Quá trời sương luôn. Mời cả nhà ăn hủ tiếu nhá.
xương này rất là bự của các bạn nhé, rất là bự luôn, để nó chấm đó, được chưa? Thịt của Ninh rất là mềm. Xương nó không ngọt bằng cái thứ hai, là thịt rất là ít,
cái lượng bánh hủ tiếu cũng ít luôn. Đen cơm xà bò. Bánh cũng ít luôn. Thế còn ở đây thì các bạn thấy là xương thì 3-4 cục xương. Ăn đây là bự. Thấy con cải nhiều nhiều xíu nha. Rồi đôi khi nữa có sao không?